chào quý vị và các bạn. Đây là chiếc Zanma IDG 250 VS. Còn lại cuối cùng sau cái lô 3 chiếc chúng tôi về hôm ngày mùng 2 mùng 3 gì đó. Đây là chiếc còn lại. Các bạn có thể thấy được chiếc Zanma IDG 250 VS này thì chiếc nó rất là đẹp. Chiếc này thì nó chạy được khoảng 3.000 giờ, 3.400 giờ. Nhưng mà cái chất máy bên trong còn rất là đẹp, còn như mới luôn, ngang ngửa với những cái con chạy khoảng hơn 1.000 giờ luôn. Các bạn có thể thấy chiếc mình đẹp luôn, các cái thiết bị, các cái chét ống dẫn rồi là cái phần lọc gió, các bạn thấy nhìn rất là đẹp. Ắc quy thì vẫn là ắc quy Nhật zin 100%. Chiếc này thì tần số 50Hz. Tôi sẽ cho các bạn xem được cái thông số kỹ thuật thì các bạn có thể thấy được chiếc này là nó sử dụng động cơ Zanma L7. Đây là L7 là cái đời động cơ lớn nhất rồi. Và động cơ con 250 VS này thì ngang với động cơ của chiếc 300 VS. 250 VS và 300 VS đều sử dụng động cơ L7. Và chiếc này tần số 50Hz. 50Hz tuy công suất nhỏ hơn nhưng mà cái tần số này nó tương thích với tất cả các thiết bị điện tử trong gia đình của bạn, hoặc là tương thích với tất cả các thiết bị hiện tại đang sử dụng tại Việt Nam mình thì đều sử dụng tần số 50Hz hết. Một số loại thì nó có giải tần số từ 50 đến 60, nhưng mà phần lớn là 50Hz. Chiếc này thì chạy rất là khỏe, có thể tải được điều hòa 12.000 cách ok booster. Đây là chiếc máy nó có mã là 28890. Các bạn có thể thấy mỗi chiếc máy phát điện Zanma nó sẽ có một cái mã, và chiếc này mã là 28890. Cái này thì sơn zin 100% còn rất là đẹp, các bạn có thể thấy được sơn zin của Zanma, nó là một cái đẹp rồi. Rất là đẹp, sơn zin 100%. Chung bây giờ trên thị trường các bạn có thể thấy củ đề của Hitachi. Nói chung bây giờ trên thị trường mà kiếm được những cái con máy sơn zin như này còn rất là ít, rất là hiếm, rất là khan. 250 VS thì với chiếc này thì bạn có thể sử dụng trong gia đình một cách thoải mái rồi. Hơn 2 kg. Các bạn có thể chạy được điều hòa 12.000, thiết bị thắp sáng và chạy được tivi. Đây là phần lốc trên, các bạn có thể thấy được phần lốc trên của phần động cơ này. Rất là đẹp. Đây là hàng nguyên bãi, chúng tôi về chưa lâu, chủ dọn rửa gì cả. Nó đã đẹp như này các bạn thấy không? Vàng nguyên si luôn, rất là đẹp. Tôi chỉ có phần lọc gió thôi, xem như nào nhé. Qua đến tôi về một lô đã làm một clip quay cho các bạn xem. Đấy, các bạn đấy. Rất đẹp. Cái này chạy thì không phải nghĩ được về. Rất ngon. Nổ, thì ngon luôn. Cái này nó lại nổ luôn. Rồi. Siêu êm. Các bạn muốn mua hàng thì vui lòng là gọi số điện thoại 0961 349 345. Bên Bình Sơn sẽ báo giá và tư vấn trực tiếp cho các bạn. Các bạn vui lòng like, subscribe kênh YouTube của chúng tôi để chúng tôi liên tục cập nhật những cái sản phẩm mới cho các bạn tiện quan tâm và theo dõi. Xin chào các bạn.